về dự lễ về giảng hôm nay tôi xin trân trọng giới thiệu đại diện của chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật Hà Nội, ông Lê Xuân Trường, phó chi cục trưởng chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật Hà Nội. Các ông bà là chuyên viên của phòng thanh tra pháp chế chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật Hà Nội. Về đại diện trường cao đẳng Phật Hồng Hà Tây thì tôi xin trân trọng giới thiệu và có bà Nguyễn Thị Lệ Thủy là cán bộ quản lý lớp học. Cùng toàn thể các học viên của các huyện Đan Phượng, Hoài Đức, Phúc Thọ, Sóc Sơn, Gia Lâm, Thanh Trì, Thường Tín, Thanh Oai, Ứng Hòa và một số quận của thành phố Hà Nội và các tỉnh bạn. Xin thưa quý vị, chào mừng. Để tiếp theo chương trình thì tôi xin được đọc cái bản nhận xét đánh giá kết quả học tập của lớp Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật Hà Nội, phòng thanh tra pháp chế Hà Nội ngày 20/12/2019 nhận xét đánh giá kết quả học tập lớp bồi dưỡng chuyên môn về thuốc bảo thực vật tổ chức tại quận Nam Từ Liêm năm 2019, thực hiện luật bảo vệ và kiểm định thực vật năm 2013, nghị định số 123/2018, nghị định chính phủ ngày 17/9/2018 của chính phủ về sửa đổi bổ sung một số nghị định quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, thông tư số 21/2015 ngày 8/6/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về quản lý thực vật động vật, căn cứ quyết định số 5683 ngày 23/10/2018 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về việc thành lập chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật Hà Nội. Năm 2019, chi cục đã phối hợp với trường cao đẳng Cộng đồng Hà Tây tổ chức lớp bồi dưỡng chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật cho các cá nhân có nhu cầu kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật nhưng chưa có trình độ chuyên môn phù hợp theo quy định. Lớp tập huấn diễn ra trong thời gian từ ngày 19/9/2019 đến ngày 17/12. Sau thời gian thực hiện, kết quả cụ thể như sau. Một, về công tác tổ chức lớp học. Lớp học được tổ chức với 79 học viên thuộc các huyện Hoài Đức, Đan Phượng, Phúc Thọ, Sóc Sơn, Gia Lâm, Thanh Trì, Thường Tín, Thanh Oai, Ứng Hòa và một số quận nội thành của Hà Nội cùng các huyện của tỉnh bạn. Địa điểm học tập của lớp thì được tổ chức tại nhà văn hóa tổ 4, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Thì lớp học của ban quản lý lớp học do các cán bộ của phòng thanh tra pháp chế thực hiện nhiệm vụ theo dõi, tụ tập cũng như là các chấp hành các quy định của lớp học. Về thời gian học tập, lớp học thực hiện trong thời gian 3 tháng, tương đương với 12 tuần, theo quy định tại điểm A khoản 2, điều 37, thông tư số 21/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Về nội dung học tập thì được quy định tại khoản 1, điều 37, thông tư 21/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cụ thể như sau. Quy định về quản lý thuốc bảo vệ thực vật, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật, quyền và nghĩa vụ của các tổ chức cá nhân buôn bán thuốc bảo vệ thực vật. Quy định về xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến thuốc bảo vệ thực vật, đại cương về thuốc bảo vệ thực vật, phân loại vi phạm thuốc bảo vệ thực vật, đặc tính của thuốc bảo vệ thực vật, an toàn trong sản xuất, buôn bán, vận chuyển, bảo quản và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, biện pháp phòng ngừa, xử lý sự cố thuốc bảo vệ thực vật, cách đọc nhãn thuốc, hướng dẫn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn và hiệu quả. Đại cương sinh vật gây hại thực vật, một số sinh vật gây hại phổ biến và biện pháp phòng trừ, kiến thức pháp luật liên quan đến phòng cháy chữa cháy. Ngoài ra, học viên còn dành một số thời gian để tự ôn tập, thảo luận và được giải đáp các thắc mắc. 4. Về công tác giảng dạy và học tập. Tài liệu học tập để công tác huấn luyện đạt hiệu quả cao, chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật đã biên soạn nội dung giảng dạy theo quy định tại khoản 1, điều 37, thông tư số 21/2015 và chuẩn bị đầy đủ tài liệu học tập để phát cho học viên theo đúng các nội dung nêu trên. Về giảng viên thì gồm có các giảng viên của phòng thanh tra pháp chế của chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật Nội và trường cao đẳng Đông Hà Tây. Kết quả học tập sau khi kết thúc từng nội dung học tập, ban quản lý lớp học đã cho học viên ôn tập, nghiên cứu, thảo luận và tổ chức kiểm tra đánh giá kết quả học tập của các học viên. Kết quả học tập được thể hiện qua 3 bài kiểm tra của các học viên là 76 trên 79 học viên đạt yêu cầu. Căn cứ kết quả học tập trên thì phòng thanh tra pháp chế đã đề nghị chi cục trưởng chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật Hà Nội ra quyết định công nhận 76 học viên tham dự học tập đạt yêu cầu và được cấp chứng chỉ chuyên môn bồi dưỡng về thuốc bảo vệ thực vật. Đánh giá chung về lớp học về thuận lợi. Lớp bồi dưỡng chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật đã có được những kết quả nêu trên là do các nguyên nhân sau: có sự phối hợp chặt chẽ với trường cao đẳng Cộng đồng Hà Tây với chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật Hà Nội để tổ chức thành công lớp học, đã được sự quan tâm chỉ đạo của ban lãnh đạo chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật Hà Nội, trường cao đẳng Cộng đồng Hà Tây trong việc phân công cán bộ giảng dạy,
và chuẩn bị phục vụ tài liệu. Sự nhiệt tình tham gia của các trạm trường bảo vệ thực vật các quận huyện thị xã cùng với sự cố gắng chăm chú học tập của các học viên đã tạo nên thành công của lớp học. Học viên tham gia học tập nhiệt tình, có ý thức trong học tập và chấp hành tốt quy của lớp học. Về tồn tại thì hầu hết học viên là vừa phải lao động, vừa phải công tác và vừa phải học tập. Hơn nữa một số các học viên thì có cái địa chỉ ở xa lớp học, khó khăn trong việc đi lại nên có phần nào ảnh hưởng đến thời gian học tập. Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo lớp huấn luyện chuyên môn về thực vật năm 2019. Ban tổ chức và lớp học báo cáo hội nghị. Để tiếp theo chương trình, tôi xin giới thiệu ông Nguyễn Văn Dâu là lớp trưởng lớp bồi dưỡng chuyên môn về thực vật và tổ chức tại quận Nam Từ Liêm để phát biểu ý kiến. Mời ông. Nước vô tay. Thu Hằng
chúng ta sinh hoạt chia tay nhau rồi, các em và tất cả các đồng chí học viên chúng ta cũng gọi là tham gia cũng gọi là có rất là vui ạ. Vỗ tay. Đấy, lớp trưởng phải thế, lấn đòi thế. Rộng lớp trưởng đó, của dân chung quân và chủ phòng dân quận Nam Từ Liêm. Sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu ông Tạ Văn Cường, Phó trưởng phòng cảnh sát chế chi cục trồng trọt bảo vệ và hà nội lên công bố quyết định kết quả hoạt động của đội. Xin chào mọi người. Điều 2, quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.